cô. À, chợ Ô Môi. Chợ này à, chợ lớn là chợ cũ Tân Châu, chợ này chợ Ô Môi. Dạ. Chợ Lồng nằm đâu hả cô? Nhà Lồng á. À, đây không có nhà Lồng, bán gì gì đó. Dạ dạ. Chợ Ô Môi nha mọi người. Bán cũng là rồi rồi ha. Dạ dạ. Mình bán nó nào ngay là cũng kiếm sống hàng ngày. Dạ. Dạ. Chứ, chứ mua vàng không được ha. Mua vàng không được. Dạ. Cứ dạ nữa là không được luôn. Cứ dạ làm sao tiền đâu cứ chút. Dạ. Còn lại gì đi. Ở, ở vậy luôn ha. Dạ. Đó dùm vợ thôi. Đó giờ chưa lấy vợ luôn. Chưa lấy lần nào luôn. Chưa lấy lần nào luôn. Chưa. Được không? À, nhiều tuổi rồi à, mục tiêu sao không biết tôi quảng cáo luôn. 64 ha. Ở căn dằn 63. Dằn 63. Nhâm dằn. Nhâm dằn. Dạ có nhiều rồi chú. Trời ơi, bán rẻ có 25.000 có hơn. Nhiều chú. 25.000. Còn ô bắt rẻ chết đó, cái đó rồi 3.000 mà bán 25.000. Trời ơi, ốc nhà hai chục. Huynh đại ông mua giùm tôi ẩm ảo, tôi làm nhà tôi bán giá sỉ mà. Tại cô bác không có biết đâu. Ờ thì đó, tôi bán mà đâu có bán hai chục đâu. Nghe không? Đồ nghiệp tôi trời ơi, tôi làm nó ấp nhang chạy muốn chết ban đêm ban hôm 3 giờ tôi đi cô ba ơi. làm xong bán luôn á. Tôi làm nha bán luôn chú. Ồ quá em. Cho đâu mà bán cho thiệt người ta không có biết, người ta nói đâu mình bán mắc. Dạ dạ. 25.000 là quá rẻ rồi, tôi xài biết nào hết. 25.000. 25 hả? 25.000. Ủa sao giống cái kia quá vậy? À nó bự ha. Dạ. Ủa cái này sao 50 25? Cái này là trầm hương gạt mà chạy đi thăm nhỏ. Dạ. Nó tùy theo đồ. Dạ. Ông nhà sản xuất vô là vài ngàn bạn. Dạ dạ. Nhưng mà cái người biết xài ta mới mua. Dạ. Còn không biết xài là ta trả giá theo cái ông nhà thường. Dạ. Cái này. Dạ. Dạ. Sáng giờ bán đảo vậy? Được, bán này vậy. Bán này hả? Hết luôn rồi. Hết rồi. Dạ. Còn ấy để vô thùng nước nè. Quay chỉ nhiều nhiều quá, quay chỉ nhiều nhiều. Cái này kêu bằng hến hả chị? À, bằng hía. À, lía ha. Lía là miên kêu, còn này mình kêu hến. Hến dạ. Này để về ăn luôn hay là... Ăn này mình xào, này mình xào. Mình hơi nắng. Hơi nắng không? Hơi nắng trộn đường, bột ngọt, muối. Dạ, dạ, dạ. Để vô thùng dắt chị Lan thôi, mình xào. Dạ. Chị là dạ. Dạ. Chị giới thiệu là chị tên Lan. Lan ha, dạ. Hồi duyên cho đốc đó, mọi người. Dạ. Này bịch nhiêu gam? Dạ. Cái này nửa ký anh. Nửa ký. Còn này nước sâm với sâm lạnh với muối chôm. Cái này muối chôm bịch 5.000, còn này sâm chai 5.000 anh. Này nước suối. Suối chai 2.000. Ở sâm lạnh sao cái này thấy nó màu nó hơi tiêu. Tại vì bữa nay bà chị á bà nấu hơi lợt, bà nấu hơi ở nấu hơi lợt á. Ừ. Dạ tại hôm qua nấu đậm quá ta chơi, giờ bữa nay nấu lợt ngày mai nấu lại đậm đậm lại, tại theo cầu với khách đó đặt á. À, rồi tại đậm bữa nay về nấu hầm nồi nhà đặt từ à. Ừ. Đen ngồi lùi luôn thấy nó lợt á phải không? Dạ bữa nay ta đặt cái lợt đậm dễ lắm anh, cái để thêm thuộc địa đồ vô đó. À, thì nó đậm mà rồi ta đặt lợt nè, bữa nay ta đặt 30 cây lợt. Ừ. Rồi bữa nay em làm lại sẵn làm luôn, rồi bữa nay em đặt 30 cây đậm rồi hầm hai nồi nhà. Này nhiêu ký? Dạ 160 dạ. 160 ký à mọi người. Một bịch là
Chào mọi người, hôm nay mời mọi người đi tham quan chợ mà không có nhà lồng nha mọi người. Đặc biệt là cái chợ này không có nhà lồng luôn, chợ Đình hoặc là chợ Ôi Môi. Mời mọi người đi tham quan cùng mình nha. Mọi chả rảnh là gì chị? À, chả cá rảnh hả? Bây giờ đường vô chợ cũ Tân Châu. Đây là chợ cũ Tân Châu hả cô? Chợ Ô Môi. Chợ cũ với kia chợ này là chợ Ô Môi. À, chợ Ô Môi. Chợ này. À, chợ lớn là chợ cũ Tân Châu, còn chợ này chợ Ô Môi. Dạ. Chợ lồng nằm đâu hả cô? Hả? Nhà lồng á? Ở đây không có nhà lồng mà chợ lớn chứ không có nhà lồng. À, đây không có nhà lồng, bán gì vậy đó. Dạ dạ. Chợ Ô Môi nha mọi người. Chợ Ôi Môi của thị xã Tân Châu. Ô Môi ha. Ô Môi. Chợ Ô Môi của thị xã Tân Châu. Đồ bán đủ thứ hết trơn. Đây cái chập. Cái này cái dầu. Dầu dầu. Cái dầu tầm. Bán đỡ không con? Chợ Ô Môi. Ô Môi của thị xã Tân Châu. Này bán ngoài đường không? Không có, không có trong nhà lồng ha mọi người. Này là chỉ bán ngoài đường thôi chứ không có trong nhà lồng luôn. Lá gai ha mọi người. Bán đỡ không chị? Đỡ ha. Lương bò ra ngoài luôn. Ô Môi nằm ngay thị xã Tân Châu. Chợ này chợ Ô Môi hả em? Đúng rồi, Ô Môi. Ở đâu có bảng hả ta? Có bảng chợ không? Chợ Tự Phát hả? Chợ Tự Phát à mọi người. Ngàn một ký đậu 20.000 ký à mọi người. Đậu đậu tên gì thấy lạ quá con. Đậu đúng hả? Đậu đúng hả mọi người? Đậu đúng. Đậu đung á mọi người, 20.000 ký. Mới biết đậu này luôn, đậu đung. Ờ chúng được đắt cho tôi ba tờ coi. Hả? Ba vé. Nào chúng được đắt. Đậu ngay là 6 con rồi chúng rồi. Tôi nói chúng là đặc biệt phải không? Đây 6 con là chúng. Đây 6 con là chúng. Ba chế. Bán 71 đi quay. 71 ba
Dựa cột đếm tiền ha, quá em 71 dựa cột tính tiền. Đậu đúng mọi người. Dâu ký 60 ha, mọi người. Dưới Sóc Trăng lên bán 10.000 một. Dưới Sóc Trăng lên bán anh. Cái này đặc sản Sóc Trăng mọi người. Đặc sản Sóc Trăng. Chợ cá mọi người. Chợ lúc này 10 giờ vắng, hơi vắng nha. Chợ này là chợ vô khu bán cá thịt đồ mọi người. Quá cá thịt này. Cá thịt hải sản. Dạ. Dạ. Sáng giờ bán đảo không vậy? Được, bán đây rồi. Bán này hả? À? Ờ, bán đó bán ông chảo. Dạ dạ. Hết hết luôn rồi. Hết rồi. Dạ. Cái này kêu bằng hến hả chị? À, bằng hía. À lía ha. Lía là miên kêu, bữa nay mình kêu hến. Hến dạ. Này để về ăn luôn hay là sao hả? Mình hơi nắng. Hơi nắng phải không? Hơi nắng trộn đường bột ngọt muối. Dạ dạ dạ. Để về phòng vắng chị Lan thôi, là chợ này bán đắt dữ lắm. Nhớ ngay chị lên nhìn cái dạ. Chợ chị giới thiệu là chị tên Lan. Lan ha dạ. Như xương xanh à chị? Này hả? Này chị hả?
Dạ. Chị lớn rồi cưng ơi, chị dạ. Tới 50 mấy rồi, 50, 53 tuổi rồi. Chị già lắm rồi. Tại chị có hồi vui vẻ. Dạ dạ. Ở đây chợ mấy chị vui lắm à mọi người. Vậy cái này là phơi nè, ớt nè, bột ngọt nè, đường tôi phơi lên dạ. Lên mâm bán. Dạ. Kêu bằng lý ở đây ha chị Lan. Dạ dạ. Miên nó kêu lý. Dạ. Người Việt mà này kêu không hết. Hết. Đặc sản ở đây là đặc sản ở đây hay gì không? Đặc sản. À. Dạ. Xào lên dĩa 50.000. Dạ. Quán nhậu là khác nữa ha. Đúng rồi. Rồi rồi cảm ơn chị Lan luôn. Dạ dạ chào chị. Ồ xài 5.000 ký mọi người, rẻ nha. Xài 5.000 ký à. Đây xài 5.000. Xài 5.000 ký hả chị? Giá cái này giảm hay gì 5.000 ơi. Dạ bởi gì? Xài có 5.000 ký mọi người. Vậy em ta đang không dán em chị đừng có điện em chị luôn luôn nghe chị. Ta đang không dán em á, em lên YouTube á, đừng có mặc cái đó lại. Chợ chợ tốt Long Xuyên chị. Chợ gì? Chợ tốt Long Xuyên. Chợ tốt Long Xuyên vô nghe em. Dạ dạ dạ. Chợ tốt Long Xuyên. Dạ. Thì xài cái này rẻ à mọi người, 5.000 ký. Trời lúc này 10 giờ hơi chắc hơi vắng, 10 giờ vắng hơn mấy giờ khác quá. Quá quá trời bán cá với bán được không vậy? Quá chậm luôn hả? Mấy bữa khác bán đắt không? Dạ, em đi nhiều chợ thấy chợ nào người ta cũng than. Dạ. Dạ. Tới chỗ đó hết hả chị? Chua 10.000 ký mọi người. Cái này giá rất là rẻ. Cỡ trước là nhớ là 25-30 á. Dạ. Tại con hay ăn này. Dạ cái này rẻ. Chợ tới sâu dữ luôn ha. Đây vắng nè mọi người, mình quay lại nha. Con gào luôn. Góp tiền phải không? Lấy tiền hình ảnh hay gì? Quán đã không bồ? Ê, sáng giờ luôn hả? À. Cái này cái heo phải không? Cái heo. Nghe cái xe.
ăn chưa? Rồi 1 2 3 chào lên cái ơi. 1 2 3. Trời ơi, tôi kêu mà không chào. Bò viên cho đốc nha. Dạ, bò viên cho đốc ngon lắm anh. Bò viên cho đốc mọi người. Dạ. Này bịch nhiêu gram? Dạ. Cái này nửa ký anh. Nửa ký. Còn này nước xăm với xăm lạnh với muối chơm. Cái này muối chơm bịch 5.000, còn này xăm chai 5.000 anh. Còn nước suối. Suối chai 2.000. Ở xăm lạnh sao cái này thấy nó màu nó hơi tại vì bữa nay bà chị á bà nấu hơi lợt á. Dạ, tại vì hôm qua nấu đậm quá ta chơi, giờ bữa nay nấu lợt, ngày mai nấu lại đậm đậm lại. Tại theo cầu của khách á đặt á. Rồi tại đậm. Bữa nay về nấu hầm nồi nhà đặt từ à. Đen hồi lùi luôn. Thấy nó lợt á phải không? Dạ, bữa nay ta đặt cái lợt. Đậm dễ lắm anh, cái để thêm thuộc địa đồ vô đó. Thì nó đậm mà. Rồi ta đặt lợt nè, bữa nay ta đặt 30 cây lợt. Rồi bữa nay em làm lại sẵn làm luôn. Rồi bữa nay em đặt 30 cái đậm, rồi hầm hai nồi nhà, nồi đậm rồi lợt. Dạ. Này nhiêu ký? Dạ 160 dạ. 160 một ký mọi người. Một bịch là 80. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ cảm ơn. Này dạ. Có đặc sản của Châu Đốc luôn. Dạ Châu Đốc anh. Dạ. Đặc sản Châu Đốc. Dạ. Bò viên 80 500 gram nha mọi người. Đặc sản của thực sản của Châu Đốc. Yeah. Dạ quay YouTube chứ không có lên đài. Đây, sạch rau luôn, dẹp luôn, tới giờ dẹp luôn anh. 10 giờ dẹp luôn rồi mọi người ơi. Thường mấy giờ mới đông anh? 8 giờ ha. 9 giờ. À 8 tới 9 giờ. Sao rút kinh nghiệm mới được. 8 giờ là quay được rồi. Đây bánh chuối ơi. Ê à, chị. Bánh chuối đây, bánh chuối đây. Nhiều cái chị. Bánh 5.000 anh. 5.000 cái bánh chuối rồi, mọi người. 5.000 một cái. Bánh chuối 5.000 cái à, mọi người. Cá. Chợ này bán cá rất là nhiều mọi người. Bán cá quá cá. Ấy hả? Chè luôn. Giờ đi 10 giờ hơi vắng mọi người. Giờ là vắng rồi. Vắng khách rồi. Chợ này là chợ Ô Môi nha mọi người. Ô Môi. Bán nhàn luôn. Bán đỏ không anh? Chứ đi quay hả? Dạ, đi quay. Được. Bán cũng được rồi, dùng dưới đây. Đi ha. Dạ, dạ. Mình bán nó nào ngay cũng kiếm sống hàng ngày. Dạ. Dạ. Chứ mua vàng không được ha. Mua vàng không được. Dạ. Cứ già nữa là không được luôn. Cứu vợ làm sao tiền đâu cứu chú. Vậy ha. Còn lại gì đi. Ở vậy luôn ha. Dạ. Đó giờ cũng vợ rồi thôi. Đó giờ chưa lấy vợ luôn. Chưa lấy lần nào luôn. Chưa lấy lần nào luôn. Chưa. Được không? À, nhiều tuổi rồi mục tiêu sao anh biết tôi quảng cáo luôn. 64 tuổi. 64 ha. Ở căn dằn sáu ba nhâm dằn có nhiều rồi chú. Trời ơi, bán rẻ có 25.000 có thơm nhiều chú. 25.000 ký
Còn đâu bắt rẻ lắm. Đó là 3 ngàn mà bán 55 ngàn. Trời ơi, ốc nhà 20 ngàn. Huynh đại mua giùm tôi, ông ở tôi làm nhà tôi bán giá sỉ mà. Tại cô bác không có biết đâu. Ờ thì đó, tôi bán mà đâu có bán 20 đâu. Nghe không? Tội nghiệp tôi, trời ơi, tôi làm đó, ốc nhang tôi chả muốn chết, ban đêm ban hôm 3 giờ tôi đi, cô ba ơi. làm xong bán luôn á. Tôi làm nhà bán luôn chú. Ồ, quá êm. Rồi đâu mà bán cho thị người ta không có biết, ta nói đâu mình bán mắt. Dạ, dạ. 25 ngàn là quá rẻ rồi, chứ xài biết nào hết. 55 ngàn. 55 ngàn. Ủa sao giống cái kia quá vậy? À, nó bự ha. Bán rẻ rồi. Dạ. Ủa cái này sao 50 25 xu. Cái này là trầm hương gạt mà chạy đi thăm nhỏ. Dạ. Nó tùy theo đồ. Dạ. Ông nhà sản xuất vô là vài ngàn bạn. Dạ dạ. Nhưng mà cái người biết xài ta mới mua. Dạ. Còn không biết xài là ta trả giá theo cái ốc nhang thường. Dạ. Cái này nó thơm nè, thơm chữ mùi nè. Mà nhưng mà được nó rẻ tiền là có cá bắt mùi. Còn cái này bột khác thơm của nó cũng thơm. Dạ. Nên thử mắt. Tiền nào của đó. Tiền nào của đó. Nhưng mà cái ốc nhang này nó vô nặng lắm, người mà chạy 10 năm chưa chạy được cái nhang này. Dạ. Nó khó, khó nó chạy. Khó chạy. Hỏi sao khó chạy? Từ cái ly tâm nhỏ, từ cái mũi kim nhỏ. Dạ. Rồi cái ly tâm chạy vô là chạy khó chạy. Dạ. Đó, người ta không biết ta chạy giá nhưng mà mình mặn công sức mới biết cuộc đời của mình mặn. Dạ. Rồi chú 3 giờ thức chị đi rồi lụm cụm đi rồi. Rồi giá chúng tâm đặc biệt mặn. Nghĩ bán ngang luôn à? Hả? Không bán chứ. Mặn sản xuất bán cho là dạ. Khổ con. Dạ. Chứ không bán không được. Mình biết cái cỡ đực cực của mình hồi đó giờ. Dạ. Nhưng mà mình phải làm sao mình nói trời, bây giờ mình phải dán lo tôi. Hồi đó tôi mặn ăn lắm. Dạ. Sao lý do sao không lấy vợ? Trời ơi, bây giờ mà lấy vợ làm gì đó. Dạ. Lỡ sống tới giờ ở gì luôn không? Ủa sao tôi có hai chồng mà? Hồi đó giờ mình không có vợ, thôi giờ không biết mình vợ thôi. Dạ dạ. Thôi ở vậy luôn cho khỏe. Ừ. Rồi đi luôn xung quanh đây. Rồi. Chúc anh sức khỏe và bán đất nha. Nhang 25 với 50 ngàn bó mọi người. Tùy loại. Dạ dạ. Cái này lâu lắm mới gặp nè. Không? Cho quay nghe. Bánh này ít gặp bánh này. Nhiều người bán lắm á. Dạ. Chợ này có chứ mấy chợ dưới Long Xuyên không có em. Cái này ít có nè, làm cái này nè. Lâu lắm mới gặp bánh này mọi người. Bánh đó kêu bánh gì em? Bánh này nè. Mì chiên nha mọi người, ít gặp lắm.